Quét bóng sau mới về nữa nha. Thằng đẳng cấp. Nhiều bác hỏi quét thì tập 46 này. Lốp mới luôn nha, hay lốp Hàn Quốc đồng hành. Lốp mới hoàn toàn nha. Đây, quét 46 nha, đẹp từng chi tiết. Đẹp như gái 18 thiệt. Con máy đẹp thiệt cabin nha. Đấy. Con này thì chỉ trong tích tắc là lên đường thôi. Nhiều bác đang tranh giành con quét 46. À, nó đẹp. Chưa đâu vào đâu nha. Hàng đẳng cấp thôi rồi luôn. À, nhìn này, nội thất trong. Con này chạy 836 giờ. Đỉnh thiệt. Đẹp lắm nha. Nội thất nội thiệt. Tuyệt vời. Bốn sáu nha. Bốn sáu họ dành nhau, họ mua ghê lắm. Nên là có ý mua thả lâu. Đây. Chặn theo bếp nha. Đi dính đất nha. Đây, đất á. Đất á, không phải là gì. Đất nè mấy bác nha. Đất á. Tuyệt vời luôn nha. Keng luôn nè. Quét. Mắt kim. Mắt kim nha. Rất là đẹp. Cực đỉnh luôn nha mấy bác nha. Đây. Nó mới keng luôn nha. Mới keng luôn này. Bật máy này. Đấy. Rất là VIP. Nó mới tinh luôn này. Ghê thiệt. Rồi. Để em nắp nó lại. Rồi cố gắng test nó lên để coi cái lúc lạnh nó này. Đây nha mấy bác nha, quét 46 nha. Gầm cầu này, cầu trước này. Mới tinh nha. Mới keng luôn á. Thao mấy bác dùng. Mới tinh luôn nha. Đây, lắp cách nước. Còn 7 màu luôn nha. Ghê thiệt. Thằng Nhật, nước xanh. Nó ta đẳng cấp. Nước xanh của Nhật là nó lật lật vậy thôi, chứ nó không có đậm đâu. Lốp trước còn vẫn còn chạy lốp béo nha. Lốp rin của nó luôn á, lốp béo lốp rin này. Đấy, 9.5-16. Đây, đó, cái này coi. Cái xe nó đỉnh chưa? Rất là đẹp nha. Wet 46. Tuyệt vời luôn. Tổng thể em đó. Đó, nắp bẩn bên kia em chưa ráp kìa. Do một cái vướng vướng bỏ nó ra luôn.
đẳng cấp US46 mới tinh. Rồi, để lên test máy cho mấy bác coi. Cây này còn 7 màu luôn này. Ghê thiệt. Lên test sơ vào cái máy để mấy bác nghe tiếng máy em đó. Đóng cửa đây nghe đã thích cực. Quá đẳng cấp con xe. Tuyệt vời. Đây, lật lên lại cho mấy bác nghe tiếng máy. Đây. Đừng ru nha. Cabin. Rồi, cảm ơn mấy bác đã coi video. US thì không báo giá qua video nha, mấy bác thông cảm. Để có thì mấy bác alo em. Rất tuyệt vời, có một con US. Tuyệt đỉnh luôn nha. Test làm một bài test nhanh rồi đó. Về thao xài ốc mầm bắt đầu rin luôn này. Rất là đẹp. Toàn bộ số 10 hết. Chì màu có bên nghiêng đây luôn nha. Rồi, video xin phép dừng tại đây nha mấy bác nha. Một con quét rất là đỉnh.